Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay lại với channel của Lương Sang App. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về rút tiền của cái con app Xiaomi SunPower. Thì trước tiên mình xin phép được tặng Momo cho một bạn may mắn đã comment trên cái kênh channel của mình. Ok, bắt đầu mình sẽ nhờ máy tính chọn ra một bạn may mắn ngẫu nhiên nha. Rồi, đó chính là bạn Quang Thế Thoại với số Momo là 0933078791. Ok, vậy là mình đã chuyển khoản thành công cho bạn Quang Thế Thoại nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với chuyên mục chính của video ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ cập nhật cho bạn về tính năng rút tiền của con app Xiaomi SunPower. Ok, thì ngày hôm nay cái gói của mình á, mình mua thời hạn trong một ngày, sau 24 giờ nó đã sinh lãi cho mình là 54.000 các bạn, chỉ với cái vốn là 300.000 thôi. Và sau đây là nó sẽ nằm bên cái mục đơn hàng của tôi. Và bên hàng của tôi á, cái lúc mà nó chạy hết cái thời gian là 24 giờ cho cái gói là 300.000, hoặc là 48 giờ cho cái gói là 700.000, hoặc là 3 ngày cho cái gói là 1 triệu. Thì sau khi nó hết cái thời gian á, thì các bạn sẽ vào đây, nó có cái nút là thu thập hay là cái nút là hoàn thành gì đó. Các bạn nhấp vào đây, hồi nãy mình nhấp và mình quên cái nút đó tên gì luôn rồi. Bạn nhấp vào đây á, thì các bạn mới thu thập được nha, nó mới hoàn tiền lại trong tài khoản của mình. Thì hết, các bạn canh hết thời gian, các bạn vô đây nó sẽ hiện lên cái nút. Nó có một cái nút ở trên đây, các bạn sẽ bấm vào. Giờ nha, các bạn sẽ vào cái mục của tôi. Sau khi các bạn bấm vào, các bạn vào cái mục của tôi và các bạn chọn là tôi muốn nạp tiền. Bạn phải bấm vào mục tôi muốn nạp tiền thì bạn mới thấy được cái số dư của mình. Thì cái số dư của mình là lúc này nó lên được là 394.000. Ok, rồi bây giờ mình sẽ rút hết cái số tiền là 394.000 này ra cho các bạn xem, coi là tiền nó có về nhanh hay không nha các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ chọn vào cái mục là tôi muốn rút tiền. Rồi chúng ta sẽ nhập cái số tiền vào như đây. À, mình bấm bỏ 3 số không đuôi các bạn. Mình bấm 390 thôi, mình bỏ 3 cái số không đuôi nha. Rồi chọn là tôi rút tiền ngay bây giờ. Rồi, nó để rút tiền thành công của các bạn, sau khi nó trừ phí 2% của mình á, là số tiền mình thực nhận còn lại là 383.000. Rồi, cái con này là rút tiền 24/24 luôn các bạn. Đó, nạp rút tự động. Thì bây giờ mình mới test là thử coi là bao lâu thì tiền nó sẽ về. Các bạn để ý trên đồng hồ của mình lúc này là 19:39. Để xem khi nào là tiền nó sẽ về nha các bạn. Ok, tiền về luôn nha các bạn. Đây là thông báo tin nhắn ngân hàng mình nhận 383.000 luôn các bạn. Là vào lúc là 19:41 các bạn. Vậy là mình rút đúng 2 phút là tiền về. Ok nha các bạn, con app này rút tiền cũng khá là nhanh nha. Và những các bạn nào chưa biết cách tham gia và cách đăng ký như thế nào thì các bạn có thể xem lại clip hướng dẫn của mình. Mình đã làm một clip trước đó là mình đã hướng dẫn hết cách tham gia và cách đăng ký như thế nào. Mình sẽ ghi cái đường link phía bên dưới phần mô tả video này để các bạn tiện theo dõi nha. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.